Đó đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng đến ra từ tháng 7, trao phần quà của Khánh Nguyên giúp cho người thất nghiệp khó khăn. Dương Hậu thay mặt người cảm ơn, chúc cho gia đình nhiều sức khỏe. Số điện thoại Dương Hậu 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.